đóng quân trên khu vực biên giới huyện Hướng Hóa. Nhiều năm qua, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã tham gia giúp đỡ nhân dân địa phương xây dựng phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Những việc làm của cán bộ chiến sĩ đơn vị đã để lại tình cảm tốt đẹp, sự yêu mến của bà con nơi đây. Khi biết tin cán bộ chiến sĩ đơn vị hy sinh do thiên tai sạt lở đất, hàng trăm người dân địa phương vô cùng đau xót, luôn tích cực hỗ trợ và phục vụ lực lượng quân đội trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Gần 2 ngày các lực lượng nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 hy sinh. Cũng là ngần ấy thời gian, bà con nhân dân các xã trên địa bàn huyện Hướng Hóa có mặt tại cổng, chờ đợi tin tức và tích cực hỗ trợ công tác tìm kiếm các đồng chí hy sinh. Phần lớn, bà con là người Pa Co, Vân Kiều, gắn bó mật thiết với bộ đội Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. Trong đó, nhiều hộ dân nơi đây đã từng được bộ đội giúp đỡ trong thiên tai hoạn nạn, hỗ trợ an cư lạc nghiệp và ổn định đời sống. Bộ đội ở đây thì giúp cho dân nhiều lắm. Lên đây là cái chiên, giờ dân lên đây giờ bộ đội thôi. Mà ngay bộ đội lập vui là dân đây cài hệ. Ở đây là có như biết bao nhiêu các em rồi các đồng chí đồ ở tiếp xúc hàng ngày, mà giờ chứ là có những một tích tắc là có như chứ đi mãi không trở lại nữa, là thiệt bà con ở đây là ai cũng đau lòng, giống như chi thì đúng là đau lòng không cầm được nước mắt luôn ạ. Từ ngày qua chứ là gì. Với tất cả tình cảm và mong muốn sớm tìm thấy các đồng chí hy sinh, bà con nhân dân địa phương đã góp nhiều lương thực thực phẩm như măng, rau, củ, quả, gạo, hỗ trợ nấu cơm chuyển vào cho các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Thì nói chung cảm xúc thì rất buồn, các đồng chí đã bị vùi lấp. Còn lực lượng dân quân thì giúp đỡ phối kết hợp để nước non rồi cơm để cho phục vụ cho những người giúp đỡ vô trong á. Những chuyến xe chở nạn nhân rời cổng, bà con nhân dân ngóng theo, đầy xót thương và xúc động. Những việc làm vì dân, vì nước của các đồng chí trong những ngày bám bản, bám làng làm nhiệm vụ luôn được người dân nơi đây mãi mãi khắc ghi.